Nghe Lĩnh trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi, kính thưa quý vị. Ngày 30 tháng 12, 2003, luật sư Lê Văn Hòa thông báo thôi tham gia đoàn luật sư Hà Nội và thôi hành nghề luật sư. Lý do ông cho biết là vì đã mất hết niềm tin vào nền tư pháp Việt Nam, như ông đã từng tuyên bố từ ngày 27 tháng 5, 2001. Ngày 16 tháng 6, 2003, thì ba luật sư nhân quyền Việt Nam là Nguyễn Văn Miến, Đăng Đình Mạnh và Đào Kim Lân đến Mỹ. Giữa lúc các ông đang bị Công an Cộng sản Việt Nam điều tra với cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 331 luật hình sự và truy tìm. Luật sư nhân quyền Đỗ Quân nêu nhận định với VOA là khi các luật sư đứng ra bào chữa trước tòa theo quan điểm của các thân chủ thì luôn luôn đụng chạm. Phía Việt Nam thì có thể căn cứ vào các lời bào chữa đó và họ coi là vi phạm pháp luật. Như các luật sư vừa rồi bị tiến hành triệu tập, và thậm chí là họ có thể bị khởi tố vụ án, đó là một sự rủi ro rất lớn. Khi còn ở trong nước, thì luật sư Võ Anh Đôn năm 2017 đã bị đoàn luật sư tỉnh Phú Yên kỷ luật xóa tên luật sư khỏi đoàn luật sư tỉnh vì những phát ngôn bài viết. Và luật sư Đôn đã từng phát biểu, các cơ quan tiến hành tố tụng không độc lập bởi vì nó không phải là tam quyền phân lập. Các cơ quan này chịu sự chỉ đạo của đảng, của nhà nước, nên việc tranh luận đã không dựa trên những quy định pháp luật. Ở Việt Nam, còn nhiều tình trạng là án bỏ túi, luật sư ra tòa chỉ mang cái tính hình thức thôi. Hội đồng xét xử nhiều khi đã ra quyết định trước rồi. Luật sư tranh luận thứ ý mình là không được. Và như vậy, thì đến ngày 26 tháng 10, 2003, luật sư Đôn gia đình đã đến Mỹ để tiến hành kiến trị. Vâng, kính thưa quý vị, chưa kể nhiều luật sư Việt Nam bị hành hung hay bị cấm tham dự phiên tòa thì việc nhiều luật sư ngại tham gia biện hộ cho các vụ án có hơi hướng chính trị và luật sư phải bỏ nước ra đi tị nạn như vài trường hợp tiêu biểu nêu trên, cho chúng ta thấy là nền công lý dưới thể chế cộng sản ở Việt Nam hôm nay chỉ mang tên của một diễn viên hài và luật sư Việt Nam chỉ là vật trang trí, như là lời luật sư Võ Anh Đôn đã từng phát biểu. Luật sư không có vai trò gì đối với công lý, chỉ là vật trang trí cho đẹp phiên tòa, để cho người khác nhìn vào phiên tòa có dân chủ. Thí dụ là công an bắn trộm dê của dân thì được kết án từ 7 đến 8 tháng tù. Còn một dân đen bắt trộm một con vịt về nhậu thì bị kết án 7 năm tù. Việc bắt giam và xử tù tùy tiện trong việc người mẫu Ngọc Trinh ngày 6 tháng 10, 2003. Vì Ngọc Trinh đã cùng với Trần Xuân Đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, nằm quỳ gối trên yên xe vân vân, và cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Ngày 9 tháng 10, 2023, người mẫu Ngọc Trinh tên là Trần Thị Ngọc Trinh đã bị đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thủ Đức lập biên bản vi phạm hành chính về hai lỗi là nằm trên yên mô tô, đứng một bên xe buông hai tay vân vân, đã bị phạt rồi. Tuy nhiên đến chiều ngày 19 tháng 10, 2003 thì công an thành phố Hồ Chí Minh lại bắt tạm giam Ngọc Trinh và Xuân Đông 3 tháng vì hành vi là gây rối trật tự công cộng. Sau hơn 100 ngày bắt tạm giam thì ngày 2 tháng 2, 2004, cựu người mẫu Ngọc Trinh đã bị dẫn giải đến tòa để xét xử về tội gây rối trật tự công cộng. Sau nửa ngày xét xử và nghị án thì tòa án đã tuyên Ngọc Trinh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Cái thời gian thử thách là 2 năm về tội là gây rối trật tự công cộng, trả tự do ngay tại tòa. Từ phiên tòa, Ngọc Trinh bất bình đẳng trong xét xử quan chức và thường dân thì luật sư Đặng Đình Mạnh đã viết phiên tòa xét xử người mẫu Ngọc Trinh gợi lên những vấn đề về thực hành tư pháp và truyền thông liên quan đến quyền nhân thân, hình ảnh cá nhân, nội dung như sau. Sáng ngày 2 tháng 2, 2004 sẽ là một ngày rất đáng nhớ trong cuộc đời của người mẫu Ngọc Trinh. Cô bị dẫn giải ra trước một phiên tòa hình sự để nhận hình phạt trước sự soi mói của một rừng ống kính. Nó càng đáng nhớ hơn là khi hình ảnh kém duyên dáng nhất, kém xinh đẹp nhất của một cô người mẫu với chiếc còng trong tay sẽ tràn ngập trên hệ thống truyền thông nhà nước, bất chấp việc cô vẫn chưa phải là một tội phạm vì chưa có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật.
công chúng không thể không so sánh. Khi nhớ lại về hình ảnh của các ông, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long hoặc ông Chu Ngọc Anh, các ông này cũng bị ra tòa hình sự, nhưng đã được báo nhân dân ưu ái nhân đạo như thế nào khi làm mờ đi khuôn mặt và được che đi đôi cặp tai. Cho dù là tội trạng công ấy nguy hiểm cho xã hội gấp ngàn lần so với Ngọc Trinh. Đọc bài viết của nhà thơ Khải Đơn, tôi nghĩ mình cần bàn thêm đôi lời về vấn đề này. Vận dụng pháp luật tùy tiện. Phải chăng trước công lý thì quan chức được biệt đãi và thường dân thì phải chịu thiệt thòi chăng? Tham chiếu các nguyên tắc pháp luật, câu trả lời là không. Luật pháp chúng ta chưa hoàn hảo, nhưng qua nhiều lần tu chính, luật pháp đã ngày một tiến bộ hơn, tiệm cận hơn với các quy chuẩn pháp lý văn minh của thế giới. Thế nhưng, cái sự vận dụng diễn giải pháp luật tùy tiện trong thực tế đã và đang làm méo mó biến tướng đi những tiến bộ ấy. Mà theo đó, người Ngọc Trinh đang là nạn nhân thực tế đáng chê trách này. Thỉnh thoảng đến cơ quan công quyền, ắt hẳn công chúng đã từng có dịp đọc thấy những dòng khẩu hiệu là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Thế nên không cần phải hiểu biết gì luật pháp sâu sắc như một quan tòa hay như một luật sư. Công chúng vẫn có thể ung dung đánh giá khi so sánh bối cảnh ra tòa của các ông cựu quan chức cấp cao Nguyễn Thanh Long hoặc Chu Ngọc Anh và cô người mẫu thường dân Ngọc Trinh, nó đã bất bình đẳng như thế nào. Không chỉ thế, nếu chúng ta biết cái hình ảnh của một người nó thuộc về quyền nhân thân vĩnh viễn của người ấy, đến mức nếu có hình ảnh của ai đó thì cho dù họ có là tội phạm thì chúng ta cũng không có quyền tự tiện phát tán công khai hoặc đăng tải trên các mạng xã hội. Tập pháp bình Việt Nam không chỉ đối với trường hợp cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, mà ít nhất hai lần trước đó tòa án đã từng minh thị là bảo vệ quyền về hình ảnh công dân khi mà họ ra trước phiên tòa hình sự. Một lần vào tháng 2 2003, khi pháp đình tại Sài Gòn đưa ra xét xử vụ án ông Trương Văn Cam, tức là Nam Cam, một vụ trọng án chiếm hàng loạt kỷ lục trong lịch sử pháp đình, mà cho đến nay các kỷ lục ấy vẫn giữ nguyên. Thời điểm ấy, báo giấy vẫn là phương tiện truyền thông phổ biến, thế nên theo dõi và đưa tin về phiên tòa trở thành nhiệm vụ chính yếu đối với hầu hết các tờ báo. Rõ ràng, vụ án về ân oán trong giang hồ sôi đen đã trở thành một mỏ vàng làm tăng số lượng xuất bản báo giấy hàng ngày. Bên cạnh những thông tin được công bố chính thức, thì những câu chuyện tiền tình xung quanh vụ án đã trở thành chất liệu màu mỡ cho ký giả mặc sức mà khai thác. Chờ đến một hôm, trong chuỗi 100 ngày xét xử vụ án, do đầu giờ làm việc sáng, tòa án thông báo cho giới ký giả đang tác nghiệp về việc cấm chụp ảnh một nữ công dân tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền tham gia phiên tòa với tư cách người bị hại. Ông giải thích đây là quyền hợp pháp công dân mà báo giới phải có trách nhiệm tôn trọng. Sau đó, câu chuyện tình tiền của bà ấy chìm khuất trong vô số câu chuyện nóng bỏng khác trong vụ án. Tuy nhiên, đã không có một tấm ảnh nào của vị nữ công dân kia lọt lên được mặt báo. Nữ công dân kia đã biết về cái quyền của mình và đã tận dụng quyền ấy để giữ gìn thanh danh, hình ảnh sạch đẹp của mình trước công chúng một cách hiệu quả. Bà cũng là một trong số rất ít người đã từng nêu yêu cầu như thế tại pháp đình Việt Nam. Trong vụ án khác xét xử ở tỉnh Khánh Hòa về tội danh trốn thuế, vào trung tuần tháng 11 2019, một nữ bị cáo cũng đã yêu cầu được bảo vệ quyền về hình ảnh và đã được tòa án chấp thuận. Thế nên đã không có một tấm ảnh nào của bà bị đăng tải trên báo. Rõ ràng là sự hành xử bất nhất của pháp đình Việt Nam trước yêu cầu bảo vệ hình ảnh cá nhân là sự vận dụng diễn giải pháp luật một cách vô pháp và hết sức tùy tiện. Trong đó bao hàm sự cố ý xúc phạm hình ảnh cá nhân của chính cơ quan điều tra kết hợp với truyền thông vô đạo đức. Người mẫu Ngọc Trinh hôm nay và bà Nguyễn Phương Hằng cách nay không lâu cùng hàng vạn công dân đã từng khoác chiếc áo bị cáo tại phiên hình sự đã sớm bị truyền thông kết tội và thi hành bản án tử hình đối với thanh danh hình ảnh của họ trước cả khi có bản án kết tội họ. Có thể nói là từ những giờ đầu tiên của tiến trình tố tụng, các nguyên tắc suy đoán vô tội hay một người chỉ bị xem là có tội khi đã có một bản án kết tội tuyên có hiệu lực pháp luật, hoặc là mọi công dân đều bình đẳng pháp luật, nó chỉ còn là khẩu hiệu đẹp ở trên bức tường vô tri mà thôi. Một nữ doanh nhân sở hữu cả ngàn tỷ đồng hoặc một nữ người mẫu xinh đẹp ấy có nằm mơ
cũng không thể đoán được, không thể đoán định được cái tương lai bi đát của mình vào ngày hôm nay, thì ai trong số công chúng có thể đoán định được tương lai của mình vào ngày mai chứ? Bảo vệ các nguyên tắc pháp luật hôm nay là bảo vệ chính tương lai của mình vào ngày mai. Trong sự kiện này, Facebook Thạch Thảo đã cảm thán, suy nghĩ, suy gẫm như sau. Sáng 2 tháng 2, 2004, người mẫu Ngọc Trinh như một phạm nhân bị còng tay với gương mặt tiều tụy bước vào tòa án thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm cái vụ án liên quan Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự, phạm tội có tổ chức với khung án phạt từ 2 đến 7 năm tù. Tùy Trinh vi phạm gây rối trật tự, hành vi ảnh hưởng tới giới trẻ, là người nổi tiếng và cả tai tiếng, có vài phát ngôn cuồng sốc bị ghét, nhưng nhìn lại không đến nỗi như là một tội phạm nguy hiểm. Nếu so sánh câu chuyện với 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines buông hơn 11 kg ma túy lại được tha không bị bắt, vậy đâu là sự công bằng? Quá là người có tiền vẫn thua con ông cháu cha trong xã hội mà công lý như một trò hài. Thật bất công tận cùng khi hàng ngàn các quan chức tham nhũng gây thiệt hại tài sản ngân sách quốc gia thì lại được tha hoặc là chỉ tạm giam vài tháng, vài năm để xoa dịu dư luận. Trong khi có người nghèo, vì nghèo ăn cắp bùn chuối, con vịt thì lại bị mấy năm tù. Luật pháp Việt Nam tuy là một rừng luật nhưng khi thực thi thì thật khó hiểu, trời cao có thấu. Dần, bản án cho người mẫu Ngọc Trinh đã được luật sư Đặng Đình Mạnh phân tích và nhận định. Ông đã đặt câu hỏi, bạn đã thấy gì từ vụ án Ngọc Trinh như sau? Rời tay khỏi đô cục sắt sắc lạnh để trở về căn hộ sang trọng rộng rãi, từ nội thất cho tới vật dụng trang phục rất thời thượng, có lẽ cô người mẫu xinh đẹp vẫn chưa hết bàng hoàng. Những gì đã xảy ra trong 3 tháng giam cầm sau song sắt nhà tù sẽ còn ám ảnh cô ấy đến hết cuộc đời, cho dù cô ấy có là người vô tư đến thế nào đi nữa. Những phục sức thời thượng cũng sẽ sớm được xếp lại như là kỷ niệm của một thời vàng son trong sự nghiệp người mẫu. Nhưng có lẽ cô ấy không còn mấy cơ hội để trở lại với nghề nghiệp làm bỗng mắt mọi người nữa. Dĩ nhiên sau bản án, với tư cách tội phạm, một biểu tượng xấu về văn hóa có giá trị không khác gì một bản án tử hình đối với thanh danh, nghề nghiệp của cô ấy cả. Chẳng cần đến một quyết định thành văn. Mặc nhiên, các cơ quan truyền thông trong nước sẽ phải tránh né nhắc đến hình ảnh danh tính của cô ấy trên báo, trừ phi phát sinh một vụ tai tiếng khác về tình, tiền, tù, tội. Khi ấy, cô ấy sẽ trở lại sáng lòa như một mỏ quặng vàng để mặc sức với truyền thông khai thác đến tận chân tơ kẻ tóc. Không chỉ cô ấy, mà cả ekip viết kịch bản trao chuốt cho dành môi đỏ, cho đôi má hồng, hoặc nâng niu từng khuôn ảnh cô ấy để đưa tiếp thị lên trang mạng xã hội cũng đang hoang mang bối rối. Vì sao những gì cô ấy chịu đựng thì họ không còn hiểu rõ đâu là ranh giới giữa hợp pháp và bất hợp pháp nữa. Vì lẽ hành vi của họ không khác gì hành vi của nhiều người khác, nhưng với họ là tiếp tay cho bất hợp pháp. Với người khác như ekip của các diễn viên siếc quốc cơ quốc nghiệp thì lại là hợp pháp. Kể ra họ hoang mang cũng phải, bởi vì chính với luật sư còn chưa phân biệt nổi đâu là cộng xá lợi, phân ranh giữa quyền tự do ngôn luận hợp pháp và tuyên truyền chống nhà nước bất hợp pháp nữa là họ. Và cũng thế, với làm luật sư này cũng vẫn đang ngơ ngác hỏi với nhau rằng tội danh gây rối trật tự công cộng đã mở rộng cái sự áp dụng lên cả ở trên không gian mạng từ khi nào vậy? Hay là từ thời Phạm Tuân bay lên đấy với cái cọng bèo qua dâu trắng? Gác lại những vận dụng tùy của luật pháp, sau vài ngày về với tự do, bình tâm, nếu mở trang mạng xã hội, cô ấy tên Ngọc Trinh sẽ thấy tràn ngập ở đấy là sự cảm thông của cả xã hội dành cho cô ấy, kể cả những gì phụ huynh đã từng chê trách cô ấy có những tuyên bố thực dụng về tình yêu đến như thế nào. Đáng nói nhất, không một ai xem cô ấy là tội phạm như là tuyên án của phiên tòa do đảng đạo diễn cả, cho thấy lòng dân vẫn chưa một ngày trùng ý đảng,
kể cả trong câu chuyện người mẫu nội y. Có bạn nhắn tin hỏi tôi, chú thấy gì qua vụ án của cô người bảo vệ chú? Tôi thấy nhiều lắm. Tôi thấy nguyên tắc pháp luật không xử lý hai lần đối với một hành vi vi phạm pháp luật đã bị phớt lờ. Vì lẽ, cô ấy đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính trước khi bị khởi tố, bắt giữ và xét xử hình sự. Tôi thấy nguyên tắc pháp luật vô luật bất hình, tức là không có tội danh thì không có hình phạt, đã bị vô hiệu khi cô ấy bị cáo buộc với tội danh không có ở trong bộ luật hình sự. Tội danh đó là gây rối trật tự trong không gian mạng. Tôi thấy nguyên tắc pháp luật mọi người đều bình đẳng pháp luật chỉ còn khẩu hiệu đẹp, nhưng vô tích sự khi hình ảnh cô ấy với đôi tay trong còng sắt đã bị phơi bày rõ nét ở trên hàng nghìn tờ báo và đài truyền thông. Trong khi đó, cũng với những vụ án hình sự tương tự thì họ lại làm mờ đi khuôn mặt khi kẻ ra tòa là quan chức cao cấp. Tôi thấy cô ấy nhận tội trước tòa và được đến 3 luật sư bào chữa xin giảm nhẹ hình phạt trong khi cô ấy vô tội. Tôi thấy cô ấy bị cáo buộc tội danh liên quan đến nơi công cộng ở trên không gian mạng. Thế nhưng công an đã khám xét nhà cô ấy để làm gì? Để rồi nhiều chuyện tiết lộ mặt báo rằng cô ấy sở hữu số tài sản đồ sộ quá. Tôi thấy trong hành vi tương tự mà cô ấy gọi là vi phạm pháp luật thì những di viên siết như quốc cơ quốc nghiệp lại được miễn tố vì bla 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 bla. Tôi thấy cả một hệ thống công quyền lẫn truyền thông hùng hổ trước cô gái chân yếu tay mềm, nhưng lại câm nín lờ tịch kể gây thiệt hại hàng trăm ngàn tỷ đồng vừa được hạ cánh an toàn bởi vì xuất thân là thái tử đảng. Nghe bản án 12 tháng tù treo, nhiều người đã vội ngỏ lời cảm ơn tòa án. Nhưng vấn đề là cô ấy có phạm tội hình sự đâu. Nhưng với chế độ thế là quá đủ. Chế độ cũng chỉ cần có vậy vì họ đã đạt được nhiều mục tiêu qua vụ án. Mục tiêu đó là gì? Có cớ để lục soát nhà cô ấy để tìm cái mà ai cũng biết là gì. Để gửi một thông điệp mạnh mẽ đến những người đang sở hữu số follow, số đăng ký đông đảo từ công chúng trên mạng xã hội rằng hãy liệu chừng. Được xét xử còn được công chúng biết ơn là vì đã xét xử khoan hồng cho một cô gái vô tội. Như nhiều quan chức cao cấp muốn lưu danh với xứ sở, nếu được giao giết sử, chắc chắn tôi sẽ viết rằng ở thời khắc ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư thì cả một hệ thống chính trị gồm cả bộ máy truyền thông khổng lồ đã dạy cho một cô gái chân yếu tay mềm một bài học nhớ đời. Dân quan vinh đâu chỉ 4 lần. Luật sư Đặng Đình Mạnh đã viết như vậy, thưa quý vị. Ngày 20 tháng 6 2003, ba luật sư Nguyễn Văn Miến, Đặng Đình Mạnh, Đào Kim Lân cùng gia đình của họ đến Hoa Kỳ. Đó là các luật sư bào chữa các bị cáo trong vụ án tỉnh thất Bồng Lai. Họ đã thoát khỏi cái lệnh truy tìm bất thường của công an tỉnh Long An và được tự do nói sự thật. Luật sư Đặng Đình Mạnh không chỉ là một luật sư giỏi, lập luận sắc bén và tầm nhìn nhân văn, chúng tôi còn nhận ra luật sư Mạnh là người sống rất tình cảm. Bây giờ không còn mấy ngày nữa là qua năm Giáp Thìn, dù đã an toàn ở xứ sở tự do với xuân đầu tiên xa quê hương, nhìn về quê nhà cách nửa vòng trái đất, luật sư Mạnh đã viết thư cảm ơn như sau. Thư cảm ơn. Tôi và người vợ yêu thương của mình gửi đến quý thầy cô, các bạn lời cảm ơn sâu sắc khi đã dành cho chúng tôi cái sự cầu chúc tốt đẹp nhân dịp sinh nhật vào các ngày 2 và 3 tháng 2 2004. Lần đầu tiên chúng tôi đón nhận tuổi mới và những ngày Tết Nguyên Đán ở nơi xa quê hương đến cả nửa vòng trái đất sau những biến động lớn trong cuộc đời. Ra đi đột ngột, hầu như chúng tôi không mang được gì, nhưng chúng tôi biết mình vẫn còn giữ được cái khối tài sản vô giá, đó là sự quý mến của các bạn ưu ái dành cho chúng tôi. Chúng tôi đã là những người may mắn, nhưng nhiều bạn dấn thân tranh đấu vì những giá trị dân chủ, tự do và nhân quyền. Cho tất cả chúng ta lại không được may mắn và khốn thay, cả hàng trăm triệu đồng bào của chúng ta cũng vậy. Trong ngày Tết, lẽ ra là dịp đoàn viên đầm ấm trong gia đình, thì nhiều gia đình vẫn đang ly tán và trông chờ tin người thân đang bị hành hạ
về thể xác lẫn tinh thần từ sau song sắt nhà tù. Chúng ta gửi chung một lời cầu nguyện cho họ và gia đình được thật nhiều nghị lực để vượt qua những giây phút ngặt nghèo cuộc đời, cũng như cho cả dân tộc khốn khổ chúng ta sớm thoát ách độc tài. Một lần nữa, cảm ơn quý thầy cô, các bạn. Nâng cao ly này, chúc cho ngày mai sáng trời tự do. DC, những ngày đầy ân sủng. Luật sư Đặng Đình Mạnh. Tôi tin dân tộc này sẽ đứng lên thay quyền làm người, thoát nô lệ ngục tù tăm tối. Tôi tin muôn triệu người sẽ đứng lên trong tình loài người, thoát gông xiềng nhọc nhằn bất công. Tôi tin và tôi tin Việt Nam này sẽ đi qua nguy nan. Tôi tin và tôi tin Việt Nam này sẽ nhất định vẻ vang. Tôi tin trong cuộc đời những bóng đêm không còn bao quyền chút xuống người gieo bao tội lỗi. Tôi tin dân tộc mình sẽ thứ tha không còn hận thù những oan nghiệt của thời tối tăm.